Từ Hy Thái Hậu và câu chuyện ăn thịt người rùng rợn. Trước chiến tranh Giáp Ngọ, Từ Hy Thái Hậu đã mắc một căn bệnh rất lạ, chữa mãi không khỏi. Các thái y ở trong cung cũng bó tay, nên Thái Hậu đã tìm những phương thuốc dân gian ở bên ngoài. Sau đó, bà đã tìm ra một phương thuốc, đó chính là ăn thịt đùi của một trong những người thân cận nhất với mình. Sau khi biết được phương thuốc này, thì Từ Hy Thái Hậu đã cho gọi Hoàng đế Quang Tự đến và nói bóng gió muốn Hoàng đế Quang Tự thực hiện phương thuốc này. Sau khi nghe xong thì Hoàng đế Quang Tự liền giả ngơ và từ chối. Thái giám Lý Liên Anh sau khi biết được chuyện này đã tự nguyện cắt một miếng thịt đùi của mình dâng lên cho Thái Hậu để Thái Hậu chữa bệnh. Không biết vì lý do nào mà sau một thời gian sử dụng vị thuốc này, Từ Hy Thái Hậu đã khỏi bệnh.